Rồi Minh Tân xin chào mọi người ha. Thì bữa nay em tới nhà anh Hùng để em nói cái vụ bơm cát ha mọi người. Bác anh nói chuyện luôn chứ. Rồi. Vừa mua hả bé? Mua. Lên nhà mình chơi ha. Bố chị lên chơi nè, chơi nhà em nè. Nhà ra uống cái nước dừa cho mát người. Mua. Vừa mua. Ở chỗ nhà không có hả? Nhà có mà non. Một trái thôi, hai mẹ con chung. Cảm ơn chưa con. Vừa nhà nó mới ngọt. Còn mua nó không ngọt bạn. Người gọi ra mày hầm ở đây. Chị ghé vậy vậy ghé. Đứng đây quay luôn ha. Thổi làm nước chưa? Có trà đá thì làm cái trà đường đi. Trà đá hả? Làm cái trà đường đi. Ông rồi không rồi. Trà đường đâu mập lắm rồi. Trà đường đâu mập. Thôi. Làm cái trà đường đi rồi. Trời ơi, dừa nó ngọt chứ đường vậy, luôn. Vậy hả? Thấy nó còn non mà ngọt chứ đường luôn, như ngọt cái, hả? Chưa cái chưa bờ chưa có đó thì chắc nó chua à, giờ không chua. Ngọt cái hả? Nhà sạch sẽ gọn gàng lắm. Sạch bon bóng hới ha mọi người. Đó, để che cái chạy ra rồi đem ba cái đồ này ra nè. Ai cũng khen con gái Hùng á, hai đứa con đó, đứa nào cũng xinh đẹp. Đem ba cái đồ này ra bớt, đem che cái chạy mới được. Cái sạch còn cũng làm khô đó hả? Cái sạch á. Mà chả ăn đưa gì đó. Trời ơi, tội nghiệp không? Khéo không? Hết bức kỹ rồi trời. Khô rồi đó, ra không đem ra phơi đó. Này gì vậy? Trứng vịt hay vậy? Ngỗng. Ngỗng. Thấy không con? Không có ăn lên trên chị. Na không? Nga quốc liền cái gì? Nói gì à? Đi quốc hoài. Cái gì à? Cô gửi gì cho ăn nha. Cái trứng nha. Cái đó luộc chấm với tiêu á. Dạ, ăn một miếng ăn không hết. Cái trứng ngọt nó bự lú lắm. Nhớ thì nhớ hồi xưa bầu á mấy. Thì bữa hổm rồi. Nhí không lại chơi sao? Có không? Cái nóng không chị? Hả? Hồi đó em có bầu cái này nè. Có ăn không? Có. Đấy, anh xin cho ông đứa bé nó hiền ngoan lắm. Làm không kéo xuống làm đứa hai trứng đi em dạ. À, thế anh chạy chắc gì ở đó là ngoài mua cho anh thế hả nó không có kéo mạnh xuống nè đó là người con trai của anh Hùng mà đẹp trai không còn con gái nè chào cô chú đi hiền chào đi con dạ con chào ông chào cô chú thương lắm giống người ghen anh Hùng vậy. Anh Hùng có lớn hay có người thương có gà cho đi nước ngoài không? Đi gà đi nước ngoài cái, đó, cho mẹ chứ cái chuyện đó là để con đó chứ cha mẹ không ép. Con nó chịu không? Con chịu gà không chịu thôi. Thì bữa hổm Mạnh Thường Quân ta cũng nghe nói là cái hầm ở ngày sau đó. Rồi. Thì nó dơ giấy chứ mà bị nứt cái mộ đó. Dịch dạ dậm dơ thì anh nói bơm cát 10 triệu á. Dạ. Thì có một chị vô tên ở bên Mỹ. Dạ. Giúp cho anh 10 triệu để bơm cái hầm cát cho ông mà. Ôi rồi mới cho hai vợ chồng 2 triệu đó. Mồ mả sạch. Dạ. Yeah, với mấy cái mà cho 500 là chị đó cũng chị cho nên đó. Cho anh em á. Dạ. Ừ. Là chị với dạ. Phải cô ha. Tâm lớn. Chị. Nhìn anh chút xíu. Ừ. Rồi chưa? Rồi nè uống nước anh. Chị, nước. Trà đường. Rồi hổng rồi con học sao rồi? Điện thoại học chưa được chưa? Học sao nói học sao nói chú nghe con. Điện thoại hư gì đó học được chưa? Được rồi. Hai cục pin hả anh học? Cục pin mua cục sạc dự phòng. Chứ pin vẫn để pin cũ. Rồi ra đổi cục pin khác cũng vậy à. Đó bên khác cũng bị gan người ra thấy vậy thôi lấy bên cũ để vô rồi mua sạc dự phòng mà sao tới hồi và tới hồi nó không ăn pin nè nhiều bữa nó không ăn đúng rồi rồi mà không học không được khóc hả khóc thi rồi gói bài không được đó rồi khóc kiểu như chứ nơi chịu học rồi nó sợ thua bạn bè đúng rồi chịu học rồi gửi không được đó mà mấy cái điện thoại đó hồi xưa giờ rất yếu lắm mà học
Cũng thôi Samsung. Samsung mua cũng 2 năm nay mua có 1 triệu à. Mua kiểu như thôi tao xài rồi đó. Cũ. Thôi cũ. Rồi, con học lớp mấy rồi? 8. 8 ha. Con có 13 tuổi đó mà con cao vậy đó. 13 tuổi mà lớn nhỉ. 10 năm nữa trả hiếu cha mẹ, 10 năm nữa là 23 tuổi là lúc ấy là bay về được rồi. Có 23 tuổi là ra lại học rồi. Lúc đó đi làm kiếm tiền là trả hiếu cho cha mẹ. Lấy bánh gà nghe. Thôi, khổ được rồi. Lấy bánh gà cho em nè. Mẹ mẹ nữa con hết dịch nha, tới đủ 18 tuổi đó con đi làm. Con đi làm rồi con kiếm tiền về con phụ với cha đặng cách nhà lại ở. Ừ, tôi nói vậy đó. Cái tội nghiệp thôi. Mà hấp gà công ty nó chưa kêu. Nó nạp đơn cho công ty trái cây Hùng Hậu trên Cầu Mới lên đó. Đi gọt trái cây, mình trái cây hả? Kiểu như nó đâu có gọt, kiểu như bốc giác rồi đổ vỏ đồ gì đó chứ. Trai mà gọt gì? Trai sơ gọt không bằng nữ. Tháng nào có bao nhiêu đâu. Thì mới vô cũng 4-5 triệu. 3-4 triệu từ từ. Trái tuổi nó giờ mặn gì vậy? Nó giỏi lắm. Học nghề phải có điều kiện cho nó đi học nghề. Vì mấy đứa kia nhỏ nhỏ mừng đi học nghề. 20 tuổi. Cho nó học nghề không? Cho nó đi học lại nghề. Ha. Thôi, học nghề giờ thấy ở đây người ta học nghề rồi buông ra bỏ nghề rồi bỏ ba cái đồ dụng cụ đó. Dụng cụ như vô cho nó sửa máy phát hay là nó hàng điện gì ô rồi mua dụng sửa cụ. Sửa điện thoại hay là nó rồi làm nghề gì đó. Ê. Cái nhẹ như cái chú này nè, chú cho con ổng sửa máy phát cỏ rồi đó, bơm xịt rồi đó, gói ai sửa, dùng ta sửa mấy chỗ người ta giỏi tay nghề không à, như mới đưa ra người ta không chịu, người ta không sửa, kiểu như tay nghề yếu sửa không tới, rồi người ta không sửa ế rồi bây giờ bỏ đồ nghề, ổng nói mua 50-70 triệu cái dụng cụ rồi đó, rồi giờ đi được bằng công ty luôn. Vậy là nó nghỉ học hả? Nghỉ rồi, nó nghỉ năm rồi mà. Nghỉ năm rồi sao? Nó không chịu học. Học lớp mấy? Nó thi đậu lớp 9. Nó thi tuyển sinh lớp 10 nó gớt. Lên lớp 10 nó gớt rồi nó nghỉ. Đậu tốt nghiệp nha. Tốt nghiệp 9 đậu, được cái bằng tốt nghiệp lớp 9. Rồi tuyển sinh lên lớp 10 á, gớt. Gớt nghỉ luôn. Gớt nghỉ luôn. Rồi vẽ cái đèn đóng cửa là vẽ cái số điện thoại trên cánh cửa này vậy? Có khi đi vắng rồi người ta lại người ta gặp rồi thì người ta alo. Phải không? Tại vì đi dài nhà thấy kìa. Tới rồi thấy người ta đóng cửa lại, thấy người ta cũng để tên số điện thoại vậy đó. Rồi mình cần thì mình gọi. Gọi cái mày rất là kỹ. Rồi ta mình gọi người ta coi giờ đi đâu hay là cần chuyện gì đó thì liên hệ. Của anh Ty là nhà to thì các mọi người bon tính cắt cái chạy nhỏ nhỏ để ba dụng cụ nó ra đó mà chưa có làm đồ đạc của con bé nó học rồi để trong cái sọt ha sọt chứ không mua tủ ấy không có mua cái tủ dụng cụ học á thôi cho nó học đó là hai tiền ba mẹ tiết kiệm á. Đèn dầu đâu mà giữ anh không? Đèn dầu đó biết anh biết để chi không? Chị. Để như đám giỗ cúng đó. Cúng hả? Hai bàn thờ hai cái rồi đất đai cô bác nữa. Cái đèn này một cái. Hồi xưa tới giờ cũng còn cái tay. Đèn đó hả? Ừ. Đèn đó cũng mới đây đâu có xưa đâu. Rồi tối con gái ngủ đây nè hả? Gái với mẹ ngủ đó. Ngủ trong cái này đây hả? Ừ, gái với mẹ gần lại trai ngủ đây. Em ngủ nhất. Cái này bằng gì mà nó lúng chân rồi? Chẳng ép chứ gì. Này hồi lúc cưới vợ tới giờ nè gấp chân rồi ông nội ơi lúc cưới vợ em á nha rồi ừ. Mới đóng cái phòng này nè là cũng như năm nay cũng có 20 năm rồi 18-19 lần trai 17 tuổi đó thì năm nay cũng 18 năm rồi thì nó hư phải rồi cửa này hả chứ cửa gì giờ nhà tường đó mà cửa kia à. Che kính nếu mà nên xây cái phòng không cho con gái anh ngủ mà đâu xây được đâu hết không? Đâu được, cái nhà cây này nó sắp hư rồi. Cây này sắp hư rồi đâu xây được. Cứ như mỗi cũng mà có tiền á, sửa lại cái mới xây phòng chứ.
Và cây này sắp hư rồi nè, cái mối nó chỗ ở đây nè, nó bật đèn cho anh thấy vậy, nó tùm lum cho đó, thấy không, đó đó đó, đó. Đó đi nè, đường đường nè, nè ở đây nó nè, sắp đóng ổ rồi nè, hư rồi, cứ như ở đợi để gì, không có để vô tủ không, cái nào đồ hả, cái này để xe mặc đi hàng ngày, còn cái này cái gì nữa, này cái ghế nghi, cái chặn trước á, chặn cái bàn dài á, bằng gì, bằng gõ mà nó hư rồi, nó sụp xịt rồi, bằng gõ bằng gì, gõ nè, sụp xịt rồi, gõ mung hả, gõ mung rồi, rồi mới đem vô đây đằng đám nó gọng gãi đó, chứ anh để chặn trước thì nó chặt dọn cái bàn khó. Rồi anh trai ngủ đây. Trai ngủ đây. Rồi anh ngủ đâu? Anh ngủ làm sao? Theo chỗ lại gian giống đó. Ngủ giường nó ha. Ừ. Tối hai mẹ con nó ngủ đây. Ờ đó. Ừ. Khi ngủ em ngủ trước không có nữa, khi ngủ làm sao? Còn hay đồ phòng hay đồ ở đây. Đồ hả? Ừ. Đồ thì bây giờ tắm thay nhà tắm rồi à. Nhà tắm rồi hả? Ừ, đâu thay đây, tắm thay nhà tắm. Gì không thay trong này hả? Không. Tắm là thay nhà tắm rồi. Ủa, mày hút thuốc không kìa. Tại mua gói gì đâu, khi khách khứa tới, khi à, khi anh Tân anh tới đây rồi có hút chứ. Tân có hút trong túi kìa. Nãy về cái mua. Cắt đi. Sạch sẽ bóng hới không rồi. Đi có cái chạy lên đây mà có thúng giả đó ra. Rồi dẹp mấy này ra ngoài hè nè. Bỏ bộ đi quăng này nè, bộ này nó hư rồi. Bộ này gãy rồi. Thế hả? Mọt ăn chán rồi. Mọt ăn rồi. Nè. Ôi gãy rồi. Nè gãy nè. Ừ, thôi. Thì đâu dám ngồi, kia như để đỡ nhẹ nhẹ. Ngồi gãy à. Đang làm cái lưng ngựa đem mua ngựa ra nè. Ngựa này ngựa gì vậy? Mà gõ nữa. Gõ gì? Gõ, gõ. Gõ là gì? Gõ như mua ngựa trước vậy đó. Ừ. Nhưng mà nó mỏng hơn, mỏng hơn. Sao để đi kê bỏ đồ uống dưới nổi? Đi chơi chỗ đâu để? Trước bích hết rồi, đâu chỗ đâu để? Chỗ người ta bớt đi. Đây, đây kê miếng dán như mưa ngâm lên làm cái lưng ngựa, kêu thợ làm cái lưng ngựa đó nó hư. Lưng ngựa đó không phải gõ nha. Lưng ngựa đó bằng cây khác, nghe nó hư. Rồi bỏ cái bộ này nè, lấy bộ ngựa nó ra chống rồi đem cái đồ vô. Ừ. Ngồi đó ngồi đi. Quên vợ ngồi. Chị chồng tao á. Chồng tao em ba cái đồ gãy thử nè, chồng bán anh hùng cho bà xã chồng đem chợ kế chồng thì có thì cũng có chồng lai gai đó, chồng gãy đồ mà he cả dấu tên ở Mỹ đó, có cho anh với chị 10 triệu đang bơm cát này nè. Dạ. Ừ. Thì thấy vợ chồng anh cũng hiền mà thật lòng nên ta hương. Dạ. Thấy không có tiền bơm cái đó đang cho mã mồ nó sạch nó đừng dơ đó. Dạ. Yeah. Thì thấy gì cho 10 triệu mình bơm. Dạ. Yeah. Rồi anh với chị có lời cảm ơn đến giờ chị có cái lòng giúp gia đình của em vậy thì gia đình anh cũng như trong gia đình như chủ gia đình thì xin đại diện gia đình cảm ơn chị rất nhiều. Chúc chị sức khỏe, làm ăn phát tài. Như cũng mấy năm nay cũng tính lắp mà không có tiền, cũng như mặn nhiều thì có ăn sống đó chứ không có dư. Rồi cam còn không có lợi. Đúng rồi, nhờ chị giúp vậy thì em thật thật cảm ơn. Chúc chị sức khỏe, làm ăn phát tài nha chị. Ừ. Cảm ơn nhiều. Con gửi mấy cho anh Hùng 2 triệu đấy. Dạ. Chị. À, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị. Chúc, chúc sức khỏe rồi. Cái là... rồi. Ông làm biết quả lép luôn rồi. Anh Hùng làm biết chị lép luôn rồi. Dạ, vậy là gia đình xin cảm ơn chị rất nhiều đó chị. Không biết nói sao. Thì em cũng cảm ơn chị vô tên ở Mỹ rất là nhiều ha. Đã ủng hộ cho anh Hùng và anh em. Chúc chị luôn mạnh khỏe làm ăn phát tài ha. Khi nào mình bơm cát thì chị tiền xuống đưa cho cái cho anh Hùng nha. Dạ. Cái này lu bu á, đi bàn chắc chưa đâu. Khi nào anh Hùng bơm nói đi, em đưa cho 10 triệu đó, tiền của chị đó. Dạ. Bơm cái đó lên anh khỏe rồi đó, nó sạch sẽ, nó cái chị chồng đâu. Nó hóng nữa.
không có âm mưu để tiếp nhà với anh rồi nói cho rảnh đi cho ai, chứ bây giờ bơm thì phải ở nhà coi chứ đâu có đi được. Bơm bữa hả? Bơm có bữa hả? Vài tiếng hồ hả? Có vài tiếng hả? Buổi rồi. Ừ. Về để nữa liên hệ anh với anh. Liên hệ kêu đi. Bữa nào bơm cái anh nói hả? Vậy đó ha. Ừ. Dạ. Ừ.